Hoan hỉ chào mừng quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy gia cát. Thưa quý vị, xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2023 Quý Mão sẽ giúp quý vị biết được về công danh, sự nghiệp, gia đạo và sức khỏe của bản mệnh trong năm 2023 Quý Mão, từ đó biết cách mà phát huy điều tốt, hạn chế điều xấu. Hơn nữa, bạn có thể xem tử vi cho tuổi Tân Sửu 1961 trên kênh Phong thủy gia cát tại nhà hoặc bất cứ nơi nào bạn muốn. Thay vì phải đi gặp các thầy tử vi như trước đây, thì xem tử vi online bạn vẫn sẽ biết được mình cần phải làm gì để phát triển công danh, sự nghiệp, tình cảm hay là sức khỏe. Thưa quý vị, thời vận của con người luôn thay đổi theo từng năm, mỗi năm thì đều có những khó khăn hay thuận lợi khác nhau. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 sẽ giúp được quý vị nắm bắt được thiên cơ, từ đó sẽ có những bước đi chính xác cho cuộc sống của mình. Sau đây là phần luận giải tử vi cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong năm 2023 Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi. Thầy gia cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 năm Mạng trong năm 2023. Tình trạng sức khỏe của con giáp này khá ổn định, song cần hạn chế đi xa quá nhiều. Khi ra khỏi nhà cần chú ý an toàn giao thông, tránh tình trạng tổn thương chảy máu. Xét về phương diện tình cảm, hôn nhân của Tân Sửu sẽ gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Rất có thể sẽ có kẻ thứ ba chen chân vào giữa chuyện tình cảm của hai người. Nếu không có cách xử lý thỏa đáng thì rất có thể rơi vào tình trạng chia ly, tan vỡ. Để tránh đi đến bước đường đó, vợ chồng cần thường xuyên trò chuyện, trao đổi, tâm sự với nhau, có thể tổ chức việc kỷ niệm để hâm nóng tình cảm cho đôi bên. Khi có mâu thuẫn xảy ra thì không nên to tiếng mà cần phải giữ thái độ bình tĩnh để trao đổi với nhau. Dù ở tuổi này, hầu hết bản mệnh đều không phải gánh vác cuộc sống của con cái, nhưng vẫn nên có ý thức tiết kiệm cho tuổi già. Đồng thời bạn cũng nên thận trọng trong việc đầu tư, nhất là không nên tham gia vào các loại hình cổ phiếu vì hệ số rủi ro quá cao. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Tân Sửu sinh năm 1961 năm Mạng gặp phải sao chiếu mệnh, sao mục đức, vận hạn huỳnh tuyền, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoàng ốc không phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào kim lâu. Về địa chi, Sửu gặp Mão, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp và bình ổn. Xét về quan hệ thiên can tân âm kim gặp quý âm thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong năm nay, những gia chủ Tân Sửu nếu có cơ hội nên chủ động, chấp nhận thử thách để kết quả tốt hơn. Trong năm Quý Mão 2023, gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961 cần chú ý tháng Kỷ Mùi, tháng 6 âm lịch, từ ngày 18 tháng 7 đến 15 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Tân Sửu. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Tân Sửu sinh năm 1961 năm Mạng. Trong năm 2023, gia chủ năm Mạng Tân Sửu sinh năm 1961 gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh. Sao Mộc Đức là một phúc tinh thuộc hành mộc, hướng tới sự an vui, hòa hợp. Trong năm gặp sao này thường gặp nhiều may mắn và có tài lộc, thăng tiến trong sự nghiệp, công việc kinh doanh thuận lợi, có thể kết giao được nhiều bạn tốt. Với bản chất là phúc tinh nên sau này tốt cho cả nam và nữ. Sao Mộc Đức hay còn gọi là Mộc Đức tinh quân, người mệnh kim hoặc mệnh mộc. Gặp Mộc Đức sẽ gặp trở ngại ở tiền vận nhưng cuối cùng lại gặp được thuận lợi và an toàn. Mặc dù sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh mang đến nhiều điều tốt cho người được chiếu, tuy nhiên theo quan niệm của người xưa thì dù là gặp sao tốt hay xấu chiếu mệnh vẫn nên hóa giải sao nhằm cầu bình an, may mắn và giảm trừ vận hạn, không may mắn. Và dưới đây là hai phương pháp hóa giải sao Mộc Đức phổ biến. Cúng dâng sao giải hạn vào lúc 5 đến 7 giờ ngày 25 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Mộc Đức đang viên chiếu sáng nhất trong tháng. Lễ vật bao gồm hương hoa, trái cây, oản trầu cau, gạo muối, mũ xanh, nước, đinh tiền vàng và 20 ngọn nến cùng với bảy vị màu đen có viết Đức Đông, Phương Sáp Ất Mộc, Đức Tinh Quân. Tất cả lễ vật đều chuẩn bị có màu xanh. Trường hợp không phải là màu xanh thì phải bọc giấy màu xanh bên ngoài hoặc để tấm giấy xanh lót dưới lễ vật.
hoặc có thể áp dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Mộc Đức là sao chiếu mệnh thuộc hành mộc, do đó để tăng cường cát khí của sao tốt, gia chủ được sao Mộc Đức chiếu mệnh hãy dùng màu xanh lá thuộc hành mộc. Điều này sẽ tốt về tình duyên, hôn nhân và những mối quan hệ khác. Ví dụ, gia chủ có thể đeo trang sức hay đá quý màu xanh lá như ngọc phỉ thúy, hoặc gia chủ có thể sử dụng màu đen thuộc hành thủy với quan hệ tương sinh với mệnh mộc thì càng thêm tốt, có thể đeo thạch anh tóc đen. Gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng, năm nay gặp hạn Huỳnh Tuyền. Khi nói về hạn này, người xưa đúc kết ra câu lục bát: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, tăng kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Về sức khỏe, chủ về sự gặp nạn này sẽ gặp chứng đau đầu, chóng mặt, mặt mũi sa sầm, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Về làm ăn kinh doanh, buôn bán bằng đường thủy, đường sông nước sẽ gặp không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trắc trở. Hóa giải, vốn Huỳnh Tuyền là đại hạn chủ về sức khỏe, vì vậy khi gặp hạn này cần chú ý hơn về mặt sức khỏe. Theo phong thủy gia cát thì tất cả các công việc liên quan đến đường thủy, đường sông nước, gia chủ đều không nên tham gia, dù ít hay nhiều cũng để lại hậu quả khôn lường. Về phương diện cuộc sống, không nên đứng ra làm chứng hay vay mượn cho ai cả, sẽ dễ mang họa vào thân, tiền mất tật mang. Luận tử vi Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng theo tháng âm lịch 2023. Tháng 1, đầu năm đón xuân, công việc kinh doanh làm ăn được quý nhân giúp đỡ. Tháng 2, sức khỏe của trong tháng này cũng không được tốt nên cẩn thận. Tháng 3, công việc làm ăn gặp đôi chút khó khăn. Tháng 4, tháng này gia chủ có nhiều tin vui xa đạo, có thể là việc thêm người, thêm của, thêm con cháu trong nhà. Tháng 5, tình cảm xa đạo trong tháng 5 không được tốt, bên cạnh đó còn có thể có chuyện buồn đưa tới về sức khỏe. Tháng 6, khi ra ngoài gia chủ cần cẩn trọng xe cộ, dễ đụng độ, để lại thương tích. Tháng 7, tiền bạc trong tháng có sự chi tiêu nhiều. Tháng 8, đây là tháng của công việc làm ăn, có sự phát triển mở mang thêm, tuy nhiên luôn có kẻ phá hoại và rình rập. Tháng 9, trong tháng 9 được quý nhân giúp đỡ, đón tin vui trong gia đạo, nhưng đây không phải là tháng thuận lợi cho việc đầu cơ và công việc làm ăn. Tháng 10, trong gia đạo của người tuổi Tân Sửu Nam Mạng trong tháng 10 có chuyện buồn đưa tới, hoặc sức khỏe gia chủ không tốt, cần chú ý về máu huyết. Tháng 11, đây là tháng các công việc làm ăn đều không được thuận lợi, tuy nhiên trong gia đạo đón nhiều tin vui mới ở tháng này. Tháng 12, chú ý cẩn thận trong tháng cuối năm có gặp phải cửa quan hoặc làm ăn có sự thay đổi nhiều. Tổng kết tử vi tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 Nam Mạng trong năm Quý Mão 2023. Về sự nghiệp, xem tử vi tuổi Sửu năm 2023, người tuổi Tân Sửu Nam Mạng không gặp phải quá nhiều vấn đề cần lo nghĩ trong năm 2023 này. Dù đã sắp đến tuổi được nghỉ ngơi, song bạn vẫn cần nhắc nhở bản thân mình tiếp tục cố gắng, có trách nhiệm trong công việc, không nên được chăng hay chớ, được đến đâu hay đến đấy. Trong mối quan hệ với bạn bè, đối tác, bạn cần giữ thái độ bình hòa, khiêm tốn, không nên cậy quyền cao chức trọng hay có kinh nghiệm mà tỏ ra coi thường người khác. Khi xây dựng được các mối quan hệ tốt, bạn mới dễ bề phát triển. Về tài chính, tài lộc của bản mệnh phát triển khá vượng trong năm nay, dù làm trong lĩnh vực gì, bạn cũng có thêm đồng ra đồng vào, đặc biệt tiền của đến từ nhiều nguồn khác nhau chứ không tập trung chính vào lĩnh vực gì. Tuy vậy, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần phải chi tiêu cho rất nhiều thứ trong năm nay, bạn nên quản lý các vấn đề về tiền bạc đúng cách và không đầu tư tất cả tiền của bạn vào một dự án duy nhất để phân tán, giảm thiểu rủi ro. Khi bạn đi ra ngoài, đừng mang theo nhiều vật có giá trị bên mình, hoặc là bạn có thể bị những kẻ ngoài vòng pháp luật bám đuôi. Về sức khỏe, năm 2023 Quý Mão, tình hình sức khỏe Tân Sửu sinh năm 1961 có thể hơi xấu. Một khi bạn bất cẩn, bạn có thể phải chịu hậu quả nghiêm trọng. Dù lái xe hay đi xe, bạn nên thắt dây an toàn để tránh mọi nguy hiểm. Nếu bạn có kế hoạch đi du lịch, đừng đi du lịch một mình. Nếu bạn đang đi ra nước ngoài, bạn sẽ hoãn lại. Nếu bạn mắc một căn bệnh cũ, hãy tránh một số thực phẩm nhất định và không nên ăn ngẫu nhiên, nếu không sẽ gây hại cho cơ thể. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý và nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Về tình cảm gia đạo, xem tử vi Tân Sửu năm 2023 Nam Mạng, chuyện tình cảm vợ chồng của người tuổi Tân Sửu Nam Mạng nhìn chung ổn định. Bạn và người kia đã có thời gian dài xây dựng gia đình cùng nhau nên không còn mâu thuẫn về những vấn đề nhỏ nhặt. Khoảng thời gian này, bạn dành thời gian lo lắng cho con cái trong nhà nhiều hơn. Khi gặp phải những vấn đề không như ý, bạn nên suy nghĩ thoáng hơn, chứ nên bắt mọi người phải làm theo ý kiến của mình bằng được. Chỉ khi buông bỏ bớt những gánh nặng, bạn mới thấy được bản thân mình thoải mái, nhẹ nhõm hơn.
Gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân tịnh dậu sửu giúp kỵ tà hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Tân Sửu sinh năm 1961 năm mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về tử vi của tuổi Tân Sửu trong năm 2023 Quý Mão. Phần luận giải hết sức đầy đủ và chi tiết cho Tân Sửu, qua đó quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong năm 2023, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và bình an trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!